Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp để làm một món ăn mà chúng ta tận dụng từ cơm nguội thừa nhé. Đây ạ, là món cháo gà các bạn ạ. Và cơm nguội thừa thì chúng ta bỏ đi thì lãng phí, mà trong khi đó trên thế giới rất nhiều người đang bị thiếu ăn, chết đói vì không có gạo, có thực phẩm. Nên là mình hướng dẫn các bạn cách tận dụng này thì chúng ta có thể có một món ăn ngon ạ. Và đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong. Và mình cho thêm vào đây một chút nước mắm nữa nhé, cho nó thơm của mùi mắm. Một chút hạt tiêu nữa, cho nó thơm thơm của mùi tiêu nhé. Đấy, các bạn đều lên cho mình là mình lấy ra là có thể ăn được này. Từ cơm nguội mà mình đã nấu được thành một nồi cháo ngon như thế này. Bây giờ mình sẽ múc cái phần cháo này ra tô các bạn nhé, là có thể thưởng thức được rồi. Và các bạn có thể cho lên trên này một chút hành khô nhé, hành phi khô ấy ạ. Mình cũng có video hướng dẫn các bạn cách làm rồi. Một vài miếng ớt nữa mà các bạn có thích thì chúng ta có thể cho vào. Các bạn muốn ăn kèm theo chanh, chúng ta có thể vắt thêm chanh vào nhé. Và bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món ăn với mình ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình một bát cơm nguội này, ăn thừa nhé. Chúng ta không tận dụng nó thì các bạn làm cháo này ạ. Và gà nhé, thì các bạn có thể dùng ức gà, đùi gà tùy theo thì mình nấu cháo không, công nghiệp hay là gà ta đều được hết các bạn ạ. Đây ạ, mình sẽ lấy phần đùi gà nhé. Và các bạn cho mình hành thơm, gừng, muối để mình sát vào gà đã, sạch gà đã. Cách gia vị thì chút nữa mình sẽ nói sau nhé. Giờ mình sẽ làm sạch cái phần da gà đi. Sẽ hết cái độ nhớt của da gà. Khi cơm nguội chúng ta ăn không hết ấy, thì các bạn không biết làm thế nào thì chúng ta có thể, như là mình rang cơm ăn mãi thì cũng chán rồi ấy, thì các bạn sẽ làm với là cháo gà từ cơm nguội này cũng rất là ngon nhé. Phần gà thì các bạn sẽ làm sạch hết đấy. Sát khoảng độ 5 phút, sau đó thì các bạn sẽ đi rửa lại cho mình nhé. Đây các bạn, khi gà mình đã làm sạch rồi nhé, bây giờ mình sẽ cắt ra hạt. Chỗ này là 1 cân gà thì mình sẽ chỉ dùng phần đùi thôi các bạn ạ, không thể hết ăn hết được. Nhưng nấu cháo như thế thì lại đặc quá, nó nhiều thịt quá ăn cũng không ngon ấy. Mình sẽ dùng cái phần đùi này. Phần mỡ này thì mình đây. Cái da gà ấy nó cũng nhiều mỡ, nếu mà các bạn ăn không muốn nồi cháo mấy quá thì chúng ta cũng lọc bớt cái phần da gà ra nhé.
Để các bạn nọc thì mình còn ít ra như thế này là được rồi nhé. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần này vào một cái nồi. Luộc nó lên. Đây các bạn, mình sẽ băm cái phần hành và gừng này ra để mình cho vào nước gà nhé. Phần hành này các bạn sẽ cho vào gà. Và gừng mình cũng băm ra. Đây các bạn, cái phần gừng này các bạn cũng cho vào nồi cho mình nhé. Và bây giờ mình sẽ luộc cái phần gà này lên trước. Trong lên bếp thì các bạn sẽ cho mình nước vào. Các bạn cho mình vào đây bột canh hay muối nhé, một thìa. Một thìa hạt lêm nhé. Cái phần thịt gà này thì các bạn có thể luộc lên mình xé hoặc mình thái nhỏ luôn nhé, để sau khi mình hòa quyện vào với cháo ấy thì nó sẽ có cái phần thịt nhỏ. Đó, còn cái đùi thì chúng ta có thể xé mình ăn đấy. Băm nhỏ phần thịt này ra. Cái phần thịt này thì các bạn sẽ ướp cho mình vào đây một chút muối này, một chút tiêu. Đây các bạn, khi cái phần gà này nhé đã sôi lên rồi thì bắt đầu các bạn sẽ cho cơm vào để cho cái nước sôi lên. Tại sao mình nói để nó không bị bén ở dưới đáy nồi nhé. Mình cứ nho nhỏ lửa thôi và tránh để cho nó bị trào ra nhé. Khi nồi cháo đã sôi rồi và bây giờ các bạn sẽ cho mình cái phần thịt gà này vào nhé. Và mình đã ướp, nó đã ngấm gia vị rồi đấy ạ. Và các bạn cứ nho nhỏ lửa cho mình, hé vung thôi nhé. Hé vung để không bị trào. Đây các bạn, là khi nồi cháo đã sôi nhá, và ấy, các bạn sẽ nho nhỏ lửa cho mình nhé. Và mình ninh thêm độ 20 phút nữa là được các bạn ạ. Cái phần gà nó đã toát như thế này, nó đã chín rồi. Nhưng mà chúng ta cứ ninh thêm để cho nó lấy cái độ ngọt ra nhé. Khi chúng ta cứ nguội thừa đấy, các bạn có thể làm một nồi cháo như thế này rất là dễ ăn. Và khi thời tiết thay đổi này, nhiều lúc ăn mãi cơm cũng chán thì kể cả người lớn hay là người già, trẻ con đều muốn thay đổi, có thể làm một món cháo như thế này.